Phú Thọ Lò Gia. Ở ngày xưa ở đây là lò gia rất là nhiều anh chị. Rồi đây chia sẻ với anh chị, trời ơi nó tối thui luôn á. À, giờ này phải nhộn nhịp chứ, đó chợ hoa phía trước mặt anh chị đó, đầm sen này nó đông vui lắm. Buổi tối thì dựa vào những cái không khí Giáng sinh nè. Trước mặt anh chị đó là con đường Minh Phụng và Sunny sẽ quẹo phải để về Bùng Binh Cây Gõ. Xin đi đồng mến chào anh chị và các bạn. Bây giờ khoảng 19 giờ ngày 9 Tây tháng 12 2021, Sunny đang đứng trên con đường Lê Đại Hành. Bên phải là ngày xưa là trường đua Phú Thọ. Bây giờ thì Sunny sẽ xuất phát từ đây để chúng ta đi theo con đường Âu Cơ, đi qua cái chợ Tân Phước, còn gọi là chợ Phú Thọ Lò Gia, để tới một cái ngôi nhà thờ Phú Bình trên con đường Lạc Long Quân để không khí Giáng sinh như thế nào. Thì không biết rằng video clip này có bị quê hay không. Sunny thực hiện nhiều video clip trong đầu tưởng là trang trí Giáng sinh. Nói chung là không ít thì nhiều, không nhiều thì ít. Nhưng mà thực tế thì những ngôi giáo xứ chưa có trang trí gì nhiều anh chị. Bây giờ thì thôi, chúng ta cứ cập nhật. Nếu mà có thì nói chung là gửi anh chị. Còn nếu không có thì cũng như là chúng ta đi bách phố cùng nhau anh chị ha. Rồi chúng ta cùng nhau đi nha anh chị ha. Con đường Lê Đại Hành ngày hôm nay mở rộng nè. Mình đi thẳng ra tới con đường Âu Cơ luôn anh chị. Con đường Âu Cơ bây giờ cũng nhộn nhịp lắm. Nó không có còn giống như lúc trước đâu. Xe cộ thì đông đúc. Năm nay là trên tinh thần là Giáng sinh buồn rồi anh chị. Không biết là tình hình của nơi anh chị cư ngụ thì như thế nào. Chứ Sài Gòn thì Giáng sinh buồn rồi đó. Thì đối với những cái mall thì người ta kinh doanh buôn bán mà, người ta cũng phải trang trí. Còn đối với nhà riêng hoặc là những cái hẻm mà đây cái dây đèn thì rất là khó trong cái thời điểm này, tình hình dịch bệnh. Con đường Lê Đại Hành là có thể nói là một con đường trục lộ chính. Con đường chính ở quận 11 đó anh chị. Hiện tại là quận 11 thì theo cảnh báo là ca dương tính tăng, cũng bắt đầu chớm chớm tăng cao rồi đó. Bùng Binh phía trước mặt anh chị đó, máy trái là con đường Bình Thới, bên phải là chúng ta về nhà thờ hầm Tân Phước, cư xá Lữ Gia. Xin đi sẽ đi thẳng luôn nha anh chị ha. Mới đi đi ngang qua trường đua Phú Thọ. Bây giờ trường đua Phú Thọ buồn lắm. Bây giờ trở thành một mảnh đất vàng. Bao bọc xung quanh là chung cư và tương lai thì trong đó chắc cũng phải có một cái dự án gì đó thôi. Mảnh đất vàng mà. Rồi. Tên này sẽ về nhà thờ Phú Bình trên con đường Lạc Long Quân. Nhà thờ Phú Bình đó thì có một vài địa điểm mà anh chị chắc sẽ quen thuộc. Đó là chợ Phú Bình, chợ Phú Xuân, chợ Hoa Đà Lạt, chợ Hoa Đầm Sen, Đầm Sen đó. Đây con đường Âu Cơ. Và con đường Âu Cơ mình đi ngang qua cái chợ Phú Thọ Lò Gia. Ở ngày xưa ở đây là lò gia rất là nhiều anh chị. Thuộc gia. Con đường Âu Cơ thì nó nhỏ. Nhỏ nó không có to. Chạy từ từ để anh chị ngắm. Ở đây thì không biết như thế nào mà bán chân giò quay rất là nhiều.
quay, heo quay, chân gà quay. À, đây là cái chợ ở đây. À, bắt đầu chúng ta đi ngang qua cái chợ. Xe cộ anh chị thấy bây giờ cái hướng về đây là về Tân Phú. À, bây giờ khoảng 19 giờ mà anh chị thấy nó đông xe cộ rất là nhiều. Heo quay vịt quay ở trên con đường này rất là nhiều. Đó. Rồi mình đi tiếp nha anh chị. Đó, bà con lựa sầu riêng, gần xe hơi giữa đường lựa sầu riêng đó. Số 12K là ngoài Bắc đó. Mới đi ngang qua chợ Phú Thọ Lò Gia. Anh chị thấy Sài Gòn thấy rất là hay ha, nhà đều buôn bán kinh doanh. Con đường nào cũng có kinh doanh được hết. Xe này họ nhường cho nó đi. Kinh doanh nhà đều kinh doanh nên chính như vậy. Đó cũng là một phần nhà đóng cửa cho thuê sang mặt bằng, lý do là kinh doanh không được trong cái thời gian dịch cúm. Phía trước mặt anh chị đó có một cái giao lộ, nếu đi thẳng là chúng ta sẽ về chợ Bà Quẹo, bên phải là chúng ta sẽ về ngã tư Bệ Hiền, bên trái là về Đầm Sen. Đối với nhà thờ Phú Bình thì đó là bên trái, và xin đi tới đây xin đi quẹo bên trái nha. Hy vọng rằng nhà thờ Phú Bình sẽ lung linh trong đêm, cứ hy vọng. Với Sài Gòn thì nếu mà ai không quen đi xe gắn máy mà băng qua đường hoặc là đèn xanh đèn đỏ hoặc đi bộ qua đường thì rất là khó khăn và rất là sợ, nhưng mà đối với Sunny cũng quen rồi nên không có sao. Con đường này sẽ Lạc Long Quân hướng về Bình Thới, chợ Bình Thới đó anh chị, Đầm Sen. Nhà thờ Phú Bình của ta đâu? Nhà thờ Phú Bình này được xây dựng rất là lâu rồi anh chị. Và nơi đây thì cũng người Bắc 54 sống chung với lại người cộng đồng người Hoa. Còn một tí nữa thôi, chúng ta sẽ tới nhà thờ Phú Bình.
cái nhà thờ Phú Bình bên tay phải. Ôi đẹp quá anh chị ơi, hả? Đẹp như thế này mới là thích. Sunny cố gắng. Các chú cũng đang làm, ráo riết làm, vẫn đang làm, nhưng mà thấy như thế này thì rất là vui. Giới thiệu anh chị, nhà thờ Phú Bình, con đường rất là đẹp, con đường dán dây đèn như thế này nè. Sunny muốn ngừng lại để chụp cái cảnh này làm kỷ niệm. Rồi mình đi từ từ thôi anh chị ha. Hai bên người ta bắt đầu người ta bán những cái vật dụng để trang trí hang đá. Ở giữa thì có một cái hồ anh chị, và xung quanh đây người ta buôn bán góc nhà thờ Phú Bình. Đó là nhà thờ Phú Bình. Ngôi nhà thờ này cũng lâu đời. Con đường đi vào đó là giáo dân người ta làm đến gì, nhưng mà cảm thấy nó nhộn nhịp hẳn ra. Đây là khu vực buôn bán ăn uống, quán cà phê. Buổi tối đây cũng vui chứ. Ta ngắm lại con đường nha. Muốn mời anh chị ta ngắm lại con đường. Con đường rất đẹp. Rồi bây giờ Sunny sẽ mời anh chị đi chợ Phú Bình, rồi ra qua cái chợ hoa Đầm Sen, chợ hoa Đà Lạt. Chợ hoa Đầm Sen thì không biết buổi tối thì có nhộn nhịp hay không. Theo Sunny nghĩ là buổi tối sẽ nhộn nhịp hơn ban ngày. Mình đi thẳng thẳng vào con đường bên hông nhà thờ. Khu vực này thì có một số người thì không biết cái gì, nhưng mà thôi mình cứ đi để mình coi cái khu vực mới Sunny nó dẫn mình đi để mình biết thêm thôi. Bảo đảm anh chị đi với Sunny chỉ cần khoảng là 6 tháng thôi, xem clip đi chơi với Sunny bảo đảm rành Sài Gòn. Đây chợ Phú Bình, chợ Phú Trung. Đây là cái chợ chỉ là buôn bán vào buổi sáng và buổi chiều. Đây cái chợ nè anh chị, chợ buổi tối thì tất nhiên là nó vắng vẻ đây. Đây không phải là do dịch cúm nha anh chị ha, nó vắng vẻ lý do chợ buổi tối thì không có buôn bán gì.
Những cái góc đường thì có những cái quán ốc, tự nhiên nhìn thấy ốc tự nhiên thèm ốc. Vậy một lát là mình phải mua ốc. À, xin ý rất là thích ăn hải sản anh chị. À, có thể là mình là người xứ biển. Đây chợ. Ban ngày thì chợ là cái sạp nè, bên trái bên phải anh chị thấy không? Đó, người ta bán theo con đường này. Nhưng buổi tối thì dọn hết rồi, nhưng mà đối với tình hình chợ ngày hôm nay thì nó vắng gì. Nó không còn nhộn nhịp giống như xưa đâu. À, vì cái dịch cúm mà. Và anh chị nhớ thì đi ngang qua con đường Lạc Long Quân hướng về Đầm Sen bên tay phải thì anh chị thấy có một cái nghĩa trang năm xưa. Thì đây, đây là cái góc này sao tối thui à. Rồi đây chia sẻ với anh chị, trời ơi nó tối thui luôn á. Nơi tập kết rác của chợ nè, người ta khuya người ta mới dọn anh chị. Đây cái nghĩa trang phía trước mặt anh chị đây, bây giờ làm cái trung tâm đăng kiểm. Bên trong kia hình như có một cái xóm xóm đào nữa. Sunny cũng muốn đi thẳng vào trong động một tí, sau đó Sunny quẹo ra nha, để dẫn anh chị đi coi chợ hoa Đầm Sen, hoa Đà Lạt, coi buôn bán có nhộn nhịp hay không. Hình như trong đây có một cái xóm đào. Đây, đúng rồi, ở đây có một cái khu vực xóm đào, nhưng mà chỉ là trang trí mà nhẹ nhàng thôi. Nhà người ta trang trí thôi anh chị. Thôi mình quẹo ra, mình tham quan cái chợ nha anh chị ha. Cái chợ hoa Đầm Sen. Chợ hoa Đầm Sen mà mấy bữa thì do cái việc vận chuyển hàng hóa giữa tỉnh này tỉnh kia gặp khó khăn. Nên chợ hoa Đầm Sen phải đóng cửa vì dịch cúm rồi. Thế là những người trồng hoa Đà Lạt kêu cứu. Trồng hoa mà không có cái đầu ra gì kêu cứu. Nhớ cái cảnh mà cách đây vài tháng thôi, nhìn thấy ghê quá anh chị. Bây giờ thì vì kinh tế mà đóng lại thì cũng rất là khó khăn. Theo Sunny nghĩ thôi, Sunny đoán thôi, thì chắc không đóng nữa anh chị. Đóng là người dân sẽ khổ, khổ là mệt đó. Phía trước mà bên phải của anh chị đó là cái trạm đăng kiểm rất là lớn. Đó là cái nghĩa trang năm xưa. Và nghe nói cái chung cư này cũng là trong cái nghĩa trang đó. Thì đối với Sài Gòn bây giờ, những mảnh đất nghĩa trang bây giờ nó trở thành khu dân cư nhiều lắm anh chị. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào chợ hoa nha. Cũng rất là vui, một phần nho nhỏ thôi. Sự lung linh của không khí Giáng sinh với nhiều sắc màu của nhà thờ Phú Bình trên con đường đi vào, cảm thấy vui rồi. Đây bán hoa. Bán hoa thì nói chung cũng ít anh chị ơi, hoa nè. Buổi tối ở chợ hoa. Nè, hai bên dãy, hai bên là hoa không đó anh chị. Đó, bên trái là ở đây cái chợ hoa này nó không có đông vui bằng ở Hồ Thị Kỷ trên con đường Lý Thế Tổ chị.
hay có thể là mình đi không đúng giờ, cái gì anh chị biết về chợ hoa này, cái gì cập nhật cho Sunny nha. Đây chợ hoa, chợ hoa phía trước mặt anh chị. Có thể là giờ này hoa chưa về, mà đáng lẽ giờ này phải nhộn nhịp chứ. Đó, chợ hoa phía trước mặt anh chị đó, tối ôm ôm mà. Rồi, đi thẳng xuống kia là cái gì. Bữa nay thì mời anh chị đi thám thính. Quán bê thui, trang trí đèn. Rồi đi vào một cái xóm. Và cái xóm này chắc có thể là mình đi ra con đường Hòa Bình của anh chị. Đường Hòa Bình là ngay chỗ đầm sen đó. Có phải không? Mấy bên này ngay chỗ công viên đầm sen đó vẫn đóng cửa anh chị ha, vẫn đóng cửa. Kiểu này chắc công viên nước đầm sen thua rồi. Đường này đường gì ta, để khoan xin đi xác định ra nha. Con đường Lạc Long Quân, con đường Lạc Long Quân là cái hướng này, là cái hướng nào đây? Hai cha chả, khoan khoan, xin đi đang mất phương hướng. Biết rồi. Nếu mà bên phải là chúng ta ra ngã tư bốn xã, đi thẳng là chúng ta về chợ Bình Thới trên con đường Sớm Đức. Xin đi đi thẳng nha. Bây giờ anh chị thấy buổi tối đi nó mất phương hướng, quẹo qua quẹo lại dài đường coi như là mất phương hướng thôi. Đây, đây là đầm sen, đầm sen ta đó. Thường ngày, những ngày cuối năm, những năm trước á, đầm sen này nó đông vui lắm. Buổi tối thì dựa vào những cái không khí Giáng sinh nè, thế là người ta trưng bày đèn đồ đông vui lắm. Thì năm nay thì anh chị thấy nó giống như một cái căn nhà hoang á, cái cổng kìa. Héo hắt buồn rồi. Mời anh chị đi tiếp để chúng ta ngó Sài Gòn. Sunny sẽ mời anh chị, chúng ta sẽ đi ngang chợ Bình Thới, coi con đường Sớm Đức buổi tối là như thế nào anh chị ha. Tất nhiên là nó không có nhộn nhịp giống như ban ngày rồi, nhưng mà để chúng ta dễ dàng hình dung. Đây là con đường Lạc Long Quân. Nhìn cái cổng đầm sen thấy buồn quá. Nhớ những cái năm trước đó thì Sunny lên kế hoạch đi vào buổi tối đầm sen, đi uống cà phê rồi đi quay. Tại bên trong đó là trang trí rất là đẹp, tại khu vui chơi giải trí mà anh chị, rất là đẹp. Nhưng mà năm nay thì đóng cửa cứ trồi lên sụt xuống 2 năm trời rồi. Thì đối với người giàu, người chủ á, tất nhiên khổ theo đường khổ theo người giàu, khổ theo cái cách của người chủ. Nhưng mà quan trọng là người
làm công ăn lương công nhân, nhân viên. Làm gì không có giảm biên chế, giảm ca, ca kíp. Nếu mà anh chị ở khu vực này thì anh chị nhớ cầu tre rồi đi chợ Phú Lâm, rồi cư xá Phú Lâm, Bùng Binh Phú Lâm, trường Mạc Đỉnh Tri. Sunny sẽ đi con đường Sớm Đất nha. Phía trước các em gái đạp xe đạp, đạp lon ton. Nói chứ đi chạy ngoài đường này nó nguy hiểm lắm anh chị, nguy hiểm lắm. Nhỏ nít mà nguy hiểm, xe cộ bây giờ nó lạng lách ghê lắm. Rồi tới đèn xanh đèn đỏ thì xin đi quẹo bên trái để chúng ta về chợ Bình Thới trên con đường Sớm Đất. Còn bên phải thì chúng ta về cầu tre chợ Phú Lâm. À, đi thẳng là ra con đường là Lục Tỉnh hay chỗ Bùng Binh Cây Gõ. Rồi tới luôn. Rồi đây anh chị, đây chợ buổi tối, đây con đường chợ buổi tối. Đó, cái lòng chợ mé bên tay trái. Nhưng mà thường thường lòng chợ người ta bán đầy trên con đường này anh chị, và những cái hẻm xung quanh đây. Trước mặt anh chị đó là con đường Minh Phụng, và Sunny sẽ quẹo phải để về Bùng Binh Cây Gõ. Rồi tới đây thì Sunny cũng thân ái mến chào anh chị và các bạn một phần nào đó cập nhật nhà thờ Phú Bình rồi anh chị, và cũng rất là may mắn quay được con đường đèn như thế, và cái không khí quận 11 như thế nào, chợ hoa Đầm Sen, khu vực Đầm Sen, chợ Sớm Đất và con đường Minh Phụng này. Sunny cũng thân ái mến chào anh chị và các bạn. Rất là vui được chở anh chị đi lang thang để ngắm đường phố Sài Gòn, để đỡ nhớ Sài Gòn. Trong cái tình hình dịch bệnh này thì cũng rất là khó khăn trong cái việc đi lại thăm thân. Thì thông qua cái clip này, Sunny muốn gửi cái không khí Sài Gòn rất là chiều mến gửi tới anh chị. Và không quên kính chúc anh chị luôn lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống. Phía trước mặt anh chị đó là Bùng Binh Cây Gõ, cũng nói lời tạm chia tay anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại anh chị trong những các clip lang thang kế tiếp của Sunny Đoàn.
Bye bye anh chị nha, hẹn gặp lại.